trước mặt anh chị đây là một cái dàn karaoke gia đình đó, nhưng mà anh chị đã có dàn rồi thì làm sao mà mình có thể vui chơi với bạn bè khi mà anh chị muốn ở ngoài vườn ngoài sân, hay là anh chị muốn lôi đi đâu đó một cái khoảng trống nó to hơn, thì làm sao bưng được cái dàn được đó anh chị? Thì đây đó, thì dàn karaoke di động của anh chị đây, một con loa ông có nội đó, ông loa ông có nội, con này là khủng long bạo chúa BK82 của anh chị nè đó. Con này á là cái năm 2023 nó làm mưa làm gió rất chi là nhiều, thì năm nay thì nó vẫn làm mưa làm gió thôi, mặc dù là thời tiết của Sài Gòn của đất nước mình bây giờ vẫn chưa có mưa, nóng lắm rồi đó, thì em đang cần có mưa đó, đang có mưa có gió đấy. Thì đối với một con loa như thế này thôi, anh chị thích chơi to hơn thì anh chị gặp cái con loa này lên đó, mình gắn thêm cái dây nào vô nữa là mình đâu có thể thoải mái chơi cho em bốn con đếp này, hai con trung, hai con bát, bốn tấc như thế này, hát thoải mái nha. Coi riêng con này hát bolero nhiều khi nó còn hay hơn cái dàn đằng sau nữa, nhiều khi nó còn hay hơn cái đàn dàn đằng sau nữa anh chị đó, nhưng mà không thể nào mà so sánh như vậy được, mỗi con nó sẽ có đặc điểm riêng đó, mỗi con nó sẽ có đặc điểm riêng rồi, ok chưa đó. Khi mà kết nối xong hết rồi á thì ở đây anh chị bật loa lên rồi bắt đầu mình nhận kết nối bluetooth cho nó. Đây kết nối bluetooth rất nhanh anh chị ơi, tên bluetooth nó hiện ra liền à, đây rồi đó, nó hiện đây nè đó, Braudio hay là DSP 21 á đó. Khi mà kết nối xong anh chị ơi, anh chị muốn chơi nhạc này anh chị chơi nhạc gì anh chị chơi, đây lên nhạc nè. Khoái đúng không? Bây giờ khoái khúc nữa này, đây hát karaoke cho chị nghe luôn nè. Đây. Đó. Con mic này á là bằng thép không rỉ nè. Tần số UHF luôn, anh chị có thể tùy chỉnh volume ngay trên thân mic. Đây, lắp pin vô cho anh chị, dứt cho bài karaoke cho anh chị nghe luôn. BK82 nha. Con này là mẫu loa khủng long. Khủng long. Đó, giá rất là ok, riêng về cái tầm giá này là anh chị không thể nào mà tìm được rồi. Đó. Dứt cho anh chị bài karaoke này sáng láng luôn nè. Đó, remix luôn. Bài gì quên mất tiêu rồi. Bài gì hay hát ta. Đây, có rồi anh chị ơi. Rồi. Đây. Lên tiếng mic nè anh chị. Đó anh chị đợi xíu nha. À tiếng mic đó nè. Alo. 1 2 2 2 3 3 3 5 6 chỉnh lại cái hiệu ứng vang tí. Ali 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đó, sáng láng rồi đấy, vô nè. Alo 6 lên nhạc nè. Ali 6 1 2 3 4 5 6 trên phố năm xưa là bước giữa đêm đông người, rồi một ngày em bỗng đi qua rơi ấm con tim lẻ loi, nụ cười và ánh mắt đam mê trái tim đôi ta không rời, con tim không còn xa bên, con tim không còn theo sau mãi xa rời, lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Ủa sao vậy? Alo. 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 Nó bị dính bluetooth anh chị ơi, lúc nãy đang kết nối con kia kìa, đằng sau á. Đó, nó bị dính bluetooth ở bên đó cho nên nó bị hơi bị ngắt kết nối nha. Rồi, bác nào thích con loa khủng bố như thế này mà nó còn di chuyển được nữa, đem đi đâu chơi được thì sử dụng con BK82 này. Rồi còn mọi chi tiết thắc mắc gì nữa thì các bác cứ để lại comment cho em, hoặc là thích nó thì bật để lại comment cho em nhé.